Vòng chung kết Euro đã sẽ khởi tranh ở hôm nay rồi. Đội tuyển nào mà Dũng cảm thấy là Dũng yêu thích nhất tại vòng chung kết Euro lần này? Tại vòng chung kết Euro này thì Dũng cũng thích vài đội, đặc biệt là đội tuyển Anh và Bồ Đào Nha. Theo Dũng thì đội bóng nào, Dũng dự đoán đội bóng nào có khả năng sẽ lên ngôi? Dũng thì Dũng nghĩ là đội tuyển Anh sẽ lên ngôi ở mùa Euro này. Tại sao? Tại vì có một vài cầu thủ Dũng rất là giải ngoại hạng Anh thì Dũng thường thường xem rất là nhiều và Dũng nghĩ đặt niềm tin vào đội tuyển Anh. Đội thì không phải theo thì đang có chuỗi trận với phong độ rất là tốt, 6 trận thì trong đó có 4 chiến thắng liên tiếp. Cái điều gì đã giúp cho toàn đội có được cái kết quả tốt như vậy? Dũng nghĩ là cái điều mà thời gian vừa rồi được có kết quả tốt đấy là cái sự chuẩn bị tốt của tất cả toàn đội và cái nhân lực của toàn đội đã đầy đủ hơn khi mà có các ngoại binh trở lại và các cầu thủ cái lối chơi của toàn đội đã gắn kết hơn và cái tinh thần của toàn đội sau những trận thắng thì nâng lên rất là nhiều. Đấy là cái yếu tố chính để giúp đội thành công giai đoạn vừa rồi. Trận đấu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là một cái trận đấu cũng rất là quan trọng trong cái cuộc chiến chúng ta lên vị trí ở cái top thứ ba. Vậy thì Dũng đánh giá như thế nào về đối thủ này? Dũng nghĩ là đi sân khách lúc bao giờ cũng là khó khăn và đặc biệt là tình cảnh của hai đội đều đang rất là mục tiêu cần điểm số và Dũng nghĩ trận đấu ngày mai là trận đấu không phải dễ dàng gì cho Viettel và tuy nhiên cả đội sẽ có những hôm nay có buổi tập sẽ cố gắng chuẩn bị những phương án tốt nhất để cho chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Cái tình cảnh của Hà Tĩnh là họ thiếu vắng rất là nhiều những trụ cột mà đặc biệt là 5 cầu thủ đã bị bắt giữ. Về cái điều đó thì Dũng nghĩ là cái lực lượng của họ sẽ là một cái lợi thế của chúng ta. Dũng nghĩ thì về vấn đề ngoài luồng đấy thì toàn thể tập thể đội Viettel không để tâm lắm, cả đội chỉ quan tâm đặc biệt đến thi đấu làm sao thật tốt, thi đấu trên sân khách và mục tiêu hàng đầu đấy là giành điểm số đầu tiên đã và có cơ hội sẽ thi đấu quyết tâm để giành 3 điểm trên sân khách. Cái lực lượng các thành phần tuyển thủ quốc gia vừa làm nhiệm vụ với đội tuyển Việt Nam thì đang có cái thể trạng như thế nào? Mà Dũng với cả mà Đức với cả còn lại mấy anh em thì vừa về hôm qua thì Dũng nghĩ hôm nay có một buổi tập để lấy lại cái thể trạng cũng như là hồi phục. Dũng nghĩ là ngày mai sẽ khi mà bước vào trận đấu thì tùy thuộc vào ý chiến thuật của ban huấn luyện trưởng đề ra. Dũng nghĩ thì khi vào sân thì tất cả cầu thủ đều phải cố gắng hoàn thành tốt tốt cái mục tiêu của mình và thi đấu tốt để mang kết quả tốt cho đội.